Mạc Hùng, đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam, chuyên thiết kế và thi công các công trình biệt thự, nhà vườn, các công trình dân dụng chất lượng và uy tín. Mạc Hùng trực tiếp sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xây nhà không khó vì có Mạc Hùng. Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạc Hùng để đón xem những mẫu nhà do đội ngũ Mạc Hùng trực tiếp thiết kế và thi công chọn gói. Và trước khi đến chi tiết về công trình hôm nay, tôi xin được giới thiệu về Mạc Hùng. Mạc Hùng là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mạc Hùng thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để đội ngũ nhân viên của Mạc Hùng tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi thì chúng tôi còn có những fanpage và website để quý vị và các bạn có thể dễ dàng cập nhật hơn nữa những tin tức của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là thietkethicongchongoi.com. Tôi xin nhắc lại thietkethicongchongoi.com. Ở đây chúng tôi đã đăng tải rất nhiều những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là thời điểm và giá thành mà chúng tôi xây dựng. Quý vị yêu thích mẫu nhà nào có thể click ở dưới đường link. Ví dụ như quý vị yêu thích mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đúng không ạ? Thì chúng ta có thể click ở đường link đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng đã có một số những cái thông tin về không gian, về diện tích cũng như là những cái phần hình ảnh thực tế của ngôi nhà này. Đúng không? Hoặc là những ngôi nhà về mái nhà, lô phố, diện tích xây dựng, số tầng, công năng của ngôi nhà, giá thành xây dựng của ngôi nhà. Hoặc là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể tra cứu một số các thông tin khác vô cùng hữu ích như là phần thước lỗ ban. Ở đây thì thường thì chúng tôi đã set up cái hệ thống rất là chi tiết, thì quý vị chỉ cần nhập những thông số ở đây thôi thì chúng ta có thể kiểm tra được những cái thông số này có phù hợp với các thông số yếu tố lỗ ban về phong thủy hay không. Thì quý vị và các bạn chúng ta chỉ cần nhập những thông số này thì có phù hợp với các yếu tố về phong thủy hay không, có mang lại nhiều tài lộc cho gia đình không, thì chúng ta có thể hoàn toàn kiểm tra trên trang website của chúng tôi quý vị nhé. Mọi chi tiết thì quý vị và các bạn vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline mà chúng tôi đang hiển thị trên màn hình là 0964458888 hoặc là 0828133333. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mà chúng tôi đã thiết kế cho chủ đầu tư là anh Cao Văn Kỳ, có địa chỉ tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Cẩm Ninh. Và như thường lệ chúng ta hãy xem về phần ngoại thất của công trình như thế nào quý vị nhé. Với phần ngoại thất của công trình thì quý vị có thể nhận thấy đây là một công trình 2 tầng mái bằng và mang lối kiến trúc hiện đại. Rất nhiều những ngôi nhà lô phố đang lên trong thời gian hiện nay bởi vì quỹ đất đã không còn nhiều nữa, và hơn nữa thì các gia chủ của chúng ta lại sinh sống ở thành phố. Cho nên quý vị có thể nhận thấy được rất nhiều những ngôi nhà đẹp do Mạc Hùng thực hiện dành cho bao nhiêu ngôi nhà lô phố. Và nếu quý vị và các bạn chúng ta có những khổ đất tương tự như thế này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những thiết kế của Mạc Hùng. Từ phía ngoài mặt trước thì chúng ta sẽ sử dụng những chất liệu hiện đại như là những chất liệu gạch để chúng ta ốp, những phần đá granite để chúng ta ốp cho toàn bộ cái phần mặt trước của công trình, gia tăng cái vẻ đẹp của công trình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những khu vực mà chúng tôi sẽ sử dụng những phần sơn hay là những lan can được sử dụng bằng kính cường lực. Chúng ta cũng sẽ trang trí thêm bởi những giỏ hoa để giúp công trình của chúng ta được tươi mới hơn. Với phần mái trên của chúng tôi thì ngoài việc của chúng ta đổ mái bằng thì chúng ta sẽ sử dụng những phần mái được sử dụng những tấm tôn, quý vị nhé, giúp cho công trình của chúng ta vừa tránh nóng đúng không ạ, vừa giúp cho công trình của chúng ta thoát nước mưa, cái khả năng thoát nước mưa, khả năng chống thấm dột được tốt hơn. Những cái khu vực thông tầng thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái phần vách kính để giúp cho ngôi nhà chúng ta nó được sáng sủa hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những hình thái thiết kế hiện đại. Những ngôi nhà ống của chúng ta thì thường chúng ta sẽ để những cái phần tét nước hay là thái dương năng ở phía đằng sau nhà đúng không ạ. Hoặc là sau này chúng ta có thể chúng ta trồng tầng lên thì chúng ta sẽ để những cái phần cột để sau này ví dụ như là chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta có thể trồng tầng cao hơn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những khu vực này làm khu vực sân phơi, sân chơi cũng rất là tiện lợi. Thì thường thì chúng tôi sẽ thiết kế những cái ngôi nhà của chúng ta nó sẽ đảm bảo những cái công năng như vậy để quý vị và các bạn có thể dễ dàng chúng ta có thể nâng cấp ngôi nhà của chúng ta hơn. Thay vì việc mà chúng ta sẽ xây những ngôi nhà 2 tầng một cái cố định như thế này thì chúng ta sẽ để những cái phần hệ dầm, hệ móng của chúng ta có thể đủ tải để chịu lực những ngôi nhà sau này, để chúng ta có thể xây thêm 1 hoặc là 2 tầng nữa. Đây là một ngôi nhà chúng ta sẽ có 2 phần mặt tiền, cho nên là chúng ta sẽ tận dụng hoàn toàn 2 phần mặt tiền như thế này của ngôi nhà. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về phần bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật chi tiết của công trình. Hãy xem công trình này của chúng ta được bố trí với không gian như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên thì như thường lệ chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị công trình, thì chúng ta xác định được cái phần khuôn đất đúng không ạ. Đây là phần hướng hoa gió thì sẽ chỉ cái phần hướng nhà. Đây, phần công trình ở phía đằng sau cũng có phần mặt đường ở đằng sau quý vị nhé. Đây là phần đường giao thông ở phía đằng trước. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí cái phần công năng ở bên trong phòng. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về phần mặt bằng bát tràng. Với gia đình chú sinh năm 1962 đúng không ạ, sẽ phù hợp với các hướng là hướng đông bắc, hướng tây, hướng tây bắc, hướng tây nam. Quý vị có thể nhận thấy với cái phần mặt bằng định vị bát tràng phong thủy như thế này đúng không ạ, chúng ta xác định được tuổi của gia chủ đúng không ạ, các hướng để chúng ta lựa chọn phần hướng của ban thờ đúng không ạ.
Ở đây quý vị có thể nhận thấy được hướng ngôi nhà của chúng ta sẽ quay về hướng Tây Bắc, đúng không ạ? Sẽ quay về hướng Tây Bắc. Và với hướng này thì là hướng mà sẽ là hướng diên niên, tức là mọi sự sẽ được ổn định cho gia đình. Thì ngoài các yếu tố về xây dựng thì chúng tôi cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng các yếu tố về phong thủy cho gia đình, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có với mặt bằng bố trí tầng 1 với diện tích mặt trước là 6m và chiều sâu là 14m. Thì chúng tôi sẽ bố trí từ khu vực đường vào, chúng ta sẽ vào thẳng khu vực phòng khách. Với những ngôi nhà như thế này thì chúng ta sẽ tối ưu đa hóa cái diện tích mà chúng ta sẽ sử dụng bên trong. Thì chúng ta có thể để cái phần xe máy, thậm chí chúng ta để xe máy về phía trong phòng khách, đúng không ạ? Hoặc là nếu mà gia đình có ô tô thì tôi nghĩ rằng gia đình có thể gửi hoặc là để phía ngoài nhà, chúng ta sẽ sử dụng những phần camera an ninh. Thì đấy là một số những cái gợi ý khi mà chúng ta xây một ngôi nhà mà chúng ta không có những phần sân như thế này. Thì vào không gian phòng khách thì phòng khách chỉ có diện tích là 26m². Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí khu vực bàn trà, sofa, đúng không ạ? Đối diện là một kệ tivi. Đi sâu vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có phòng bếp kết hợp phòng ăn với diện tích là 15m². Ở đây chúng ta cũng sẽ bố trí một khu vực bếp nhỏ nhỏ thôi, khu vực bếp hình chữ Y, đúng không ạ? Khu vực bếp từ, đây là khu vực rửa bếp, đúng không ạ? Hay là những khu vực bàn đảo. Khu vực bếp ăn này thì cũng đủ cho từ 6 người. Và khu vực cuối cùng thì là một khu vực phòng ngủ với diện tích là 14m². Chúng ta cũng sẽ có một phần kho nhỏ nhỏ để chúng ta chứa đồ, đúng không ạ? Làm ngôi nhà chúng ta được sạch sẽ hơn. Và một nhà vệ sinh chung với diện tích là 3m². Đây là một lối ra phía sau ngôi nhà. Ngôi nhà này nếu mà tôi thì tôi sẽ thiết kế sẽ thiên về thiên hướng chúng ta tầng 1 chúng ta có thể là khu vực cho thuê hoặc kinh doanh thì sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, và những khu vực như tầng 2 và tầng 3 thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng làm khu vực nhà ở. Tuy nhiên thì với cái yêu cầu của gia chủ thì chúng tôi cũng đã thiết kế một ngôi nhà chúng ta đầy đủ công năng để cả cho ở. Hoặc là với những ngôi nhà như thế này thì rất dễ để cho chúng ta, với những địa thế đẹp thì chúng ta rất dễ cho chúng ta có thể là chuyển nhượng, đúng không ạ? Ở đây thì khu vực tầng 2 của chúng ta thì sẽ được bố trí với không gian bao gồm một phòng thờ với diện tích là 12m², khu vực sân phía đằng trước, đúng không ạ? Một phòng ngủ. Đây coi là một phòng ngủ master, chỉ có một phòng ngủ trên tầng 2 thôi. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh khép kín 3,5m², khu vực sân phơi phía bên ngoài. Đúng không ạ? Cửa sổ thì chúng ta sẽ lấy ánh sáng từ khu vực sân phơi. Và đây là toàn bộ công năng của phía tầng 2. Với những ngôi nhà mà chúng ta với đường nét thiết kế hiện đại, chúng ta sẽ có những cái không gian khác nhau. Và với cái diện tích như thế này thì tôi đánh giá đây một ngôi nhà chúng ta có tối ưu đa hóa cái phần diện tích cơ bản mà chúng ta cần sử dụng rồi. Thì đây là phần mặt bằng định vị mái. Thì chúng ta sẽ sử dụng những phần mái tôn kết hợp với những phần kính cường lực chúng ta sử dụng cho phần mái. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là rõ chi tiết, đúng không ạ? Khu vực nào chi tiết mái kính, khu vực nào chúng ta sẽ sử dụng mái tôn trong ngôi nhà. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần mặt đứng trục nhé. Xác định được chiều cao, chiều rộng ngôi nhà. Thì ở đây chúng ta sẽ có chiều cao của ngôi nhà chúng ta là phần từ phần sàn lên đến phần trần là 3m9. Khu vực tầng 2 là 3m6, đúng không ạ? Tổng chiều cao ngôi nhà chúng ta tính cả phần bậc của chúng ta là 8m8. So với phần phủ bì là 6m thì chúng ta sẽ có một ngôi nhà khá là cân đối. Ngoài phần chiều cao, diện tích thì quý vị có thể nhận thấy được các chi tiết về phần mặt bàn lát sàn thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là rõ và chi tiết, đúng không ạ? Các chi tiết về con tiện hay là các phần mặt bằng, vị trí các cửa như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có ký hiệu là cửa D1 thì sẽ có kích thước là 2m7 2m7. Thì đi sâu vào trong chúng ta sẽ có các khu vực cửa khác, như là chúng ta sử dụng cửa sổ hay là những khu vực cửa đi thông ra phía bên ngoài, cửa sổ nhà vệ sinh thì chúng tôi cũng đã đều thể hiện rất là chi tiết. Hay là lên trên tầng 2 chúng ta cũng sẽ có các không gian, ví dụ như là không gian cửa sổ đi, đúng không ạ? Cửa sổ vệ sinh, hoặc là khu vực sân. Đây, ở đây thì ngôi nhà chúng ta sẽ sở hữu khu vực sân khá là rộng quý vị nhé, diện tích là 15m². Các chi tiết khác thì chúng tôi cũng đã đều thể hiện rất là rõ và chi tiết, ví dụ như là những phần cửa của ngôi nhà, đúng không ạ? Hay là những phần mặt bằng lát sàn. Quý vị lưu ý là với những không gian khác nhau và với mỗi một cái diện tích khu phòng khác nhau, chúng ta sẽ có cái phần lát sàn khác nhau. Ví dụ như là khu vực sảnh chúng ta thường sẽ sử dụng các loại đá granite, đúng không ạ? Hay là khu vực cầu thang thì chúng ta có thể sử dụng gỗ hoặc là đá granite. Còn với những khu vực như là tầng 1 thì chúng ta nên sử dụng các loại đá granite màu trắng vân mây. Với những khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta nên sử dụng các loại gạch ceramic có khả năng chống trơn, chống nhám tốt. Với giá thành hiện nay cũng khá là tốt trên thị trường. Đây thì thường ở những khu vực như là phòng khách chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch khổ lớn ở kích thước là 600x600 hoặc là 800x800. Ở đây chúng tôi sẽ tính là 800x800. Với những khu vực như là sân ướt thì chúng ta sẽ thường sử dụng các loại gạch chống trơn kích thước 400x400, chống trơn màu sáng, hay là khu vực tum, khu vực điện.
Thì với bộ hồ sơ chi tiết của chúng tôi thì sẽ có các phần như là mặt bằng điện, trần hay là những phần mặt bằng kết cấu. Và chắc chắn phần không thể thiếu được đó chính là bảng dự toán chi tiết về công trình. Thì với bảng dự toán chi tiết thì chúng tôi sẽ bóc tách từng loại vật liệu, từng loại chất liệu và giá thành như thế nào, nhân công ra làm sao để quý vị và các bạn có những cái nhìn khái quan nhất, tổng quan nhất về công trình của mình trước khi mà chúng ta xây dựng, giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chúng ta xây dựng một công trình. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho công trình của mình. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home và mong muốn Mark Home thiết kế cho công trình của quý vị, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.